có một số người lại bảo là Kim Chi bị khùng, bị điên hay sao, tự nhiên thời buổi này mở sân khấu ra. Chi là một cái người rất là cẩn thận trước mỗi cái dự án của mình, Chi không có vội. Mọi thứ đến với Chi là nó đều do tình cờ và do cái duyên. Thực ra tiền rất là quan trọng với tất cả mọi người, quan trọng với cuộc sống nữa. Nhưng mà không phải có tiền là mua được tất cả, không thể mua được sức khỏe, không thể mua được đạo đức của con người. Xin chào quý vị. Mình rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của Sao và lại đem đến những câu chuyện thú vị từ những ngôi sao. Và thưa quý vị, đã đến lúc để Chuyện của Sao được chào đón nhiều hơn nữa những ngôi sao đến với quý vị. Trong suốt mấy năm qua, quý vị đã gặp hàng trăm nghệ sĩ, đặc biệt là những ca sĩ. Nhưng đã đến lúc để chúng ta chào đón thêm những ngôi sao khác ở những lĩnh vực nghệ thuật khác. Và hôm nay mình rất hân hạnh được chào đón đến quý vị một trong những gương mặt rất nổi bật của nghệ thuật Việt Nam, người rất đa tài và đặc biệt sở hữu một nhan sắc không tuổi. Mình rất vui được chào đón nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Áo Trịnh Kim Chi. Cảm ơn Minh Đức nhiều. Trời ơi, lúc mà nghe giới thiệu mình cũng cảm thấy hồ hởi hơn. Trong những cái tin tức trên báo chí về Trịnh Kim Chi thì có một cái tin rất là nổi bật trong khoảng nửa năm trở lại đây. Đó là cái tin mà mọi người rất là bất ngờ và sửng sốt khi phát hiện ra là cô con gái của Trịnh Kim Chi mới có ngày nào thôi còn là một em bé mà đến bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, và đặc biệt là ai nhìn vào cô bé cũng thấy hình ảnh của mẹ ở cái thời mà mẹ là á hậu. Chưa gì người ta đã dự đoán là tương lai chắc phải là người siêu mẫu, rồi là hoa hậu hay là diễn viên thôi. Thật ra thì cũng nhiều người nói với Chi về cái vấn đề này lắm, nhưng mà thực ra thì ngay từ đầu Kim Chi với lại ông xã cũng đã xác định rồi là cũng không cho con theo nghề này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình quá là vất vả đi. Mình cảm thấy là cái nghề này đào thải cũng rất là cao, và cái tuổi nghề nó cũng không nhiều lắm, và quan trọng nhất là mình quá thương con, mình không thể nào để cho con vất vả được. Đấy là những cái mà mình với ông xã thống nhất với nhau. Nhưng nếu như bé Ngân yêu nghề và xả thân với nghề như mẹ thì thôi, để cho bé tự chọn. Năm nay là bé học lớp 11 rồi, và năm sau là lớp 12, thì Chi cũng muốn là bé học cho trọn vẹn. Gần đây thì Kim Chi cũng năm Tết vừa rồi đấy này, thì Kim Chi cũng năn nỉ bé đi chụp một cái bộ ảnh áo dài, thì từ đó thì mọi người mới bảo là trời ơi, không ngờ là con Kim Chi lại lớn như vậy. Mình đang nghĩ rằng là hỏi chuyện 10 gia đình nghệ sĩ thì chắc 9 gia đình rưỡi nói giống như Kim Chi là không muốn con mình theo nghề đâu vì vất vả. Nhưng mà đấy là các chị không nghĩ lại chính mình ngày xưa. Đó, chẳng hạn như mình ngày xưa nhiều khi mình cũng cãi cha cãi mẹ để đi theo nghề. Đây. Biết không, hồi xưa là mẹ Chi là muốn là Kim Chi sẽ theo nghề dược hoặc là bác sĩ. Nhưng mà khi mà thi vào thì rớt. Cho nên là tự động bữa đó là đi qua trường sân khấu, xong rồi tự động là viết một cái đơn, xong rồi là xin vào trường sân khấu học, thi ở trong đó thì là đậu. Khi mà mang cái tờ mà trúng tuyển về thì mẹ mới biết, thì lúc đó lỡ hết rồi, thôi mẹ cho đi luôn. Mọi chuyện nó đến với chị dường như có vẻ rất là dễ dàng. Thi trường đại học một cái, đỗ trường sân khấu, rồi bắt đầu thành diễn viên, bắt đầu nổi tiếng một cái, đi thi hoa hậu, thành á hậu. Đến mà lại mặc dù là á hậu mới được nhắc đến nhiều nhất trong cái cuộc thi năm đó. Thế rồi sau này là còn đi hát nữa. Xin hỏi là sự nghiệp ca hát của chị giờ nó đến đâu rồi ạ? Không, trời ơi, đừng có nói Chi là đi hát để thành ca sĩ không. Thật ra thì mình mê hát, mình rất là thích, giống như những các bạn diễn viên khác thôi, ai cũng vậy. Ai cũng muốn là mình thể hiện được một cái ca khúc nào đó. Thì Chi cũng vậy thôi, Chi cũng giống như các bạn khác, thì cũng muốn thể hiện được cái lời hát của mình qua cái diễn xuất, cũng như là tình cảm của mình đối với cái bài hát đó. Thì gần đây thì Kim Chi có đi hát thường xuyên, nhưng mà thực ra là hát là góp vui thôi, chứ không phải là mộng trở thành một ca sĩ hay là cái gì đâu. Chỉ là góp vui rồi giống như nghiệp dư vậy đó. Không, nhưng mà rõ ràng chị hoạt động nghệ thuật nó rất là chuyên nghiệp, mà mọi người thấy con đường của chị rất là bài bản. Chị là một diễn viên được đào tạo bài bản nhá. Chị có những cái vai diễn rất thành công cả trong trên sân khấu này, trong điện ảnh này và truyền hình nữa. Chị là nghệ sĩ ưu tú, một cái tài năng mà rất nhiều đàn em nói theo. Và bây giờ lại còn thấy là mở sân khấu kịch nữa. Chị là một cái người rất là cẩn thận trước mỗi cái dự án của mình. Thì chị không có vội. Mọi thứ đến với Chi là nó đều do tình cờ và do cái duyên. Mình quan niệm là như vậy. Chi đến với sân khấu cũng như điện ảnh là làm một cái duyên. Và đến với cuộc thi Hoa hậu cũng là một cái duyên. Chính vì vậy mà khi Kim Chi làm nghề được khoảng mười mấy 20 năm thì
cũng là một cái duyên, tự nhiên có một người bạn giới thiệu mình một cái sân khấu đang bỏ trống ở quận 6, thì khi mà đến thì tự nhiên mình bị hút. Mình bị hút và bị, chắc có lẽ là cái nghiệp để làm bà bầu để có được một cái sân khấu, và ở đó có những anh chị em nghệ sĩ đang hiện tại không có sân khấu để diễn, họ rất là muốn đứng dưới cái ánh đèn. Khi được duyên rồi thì mình cứ thế là mình làm, và khi mà mình làm rồi thì mình lao vào mình làm, thì có một số người lại bảo là Kim Chi bị khùng, bị điên hay sao tự nhiên thời buổi này mở sân khấu ra. Nhưng mà họ không biết được rằng là thứ nhất là cái duyên, cái thứ hai nữa là cái trách nhiệm của mình với học trò, với nhân viên, cho nên là mình phải làm. Nói chung là rất là khó khăn. Giờ đã có lời chưa? Không có lời. Bà thấy lỗ không? Thực ra thì phải biết trước là mình sẽ lỗ, mà mình sẽ phải chiến đấu rất là nhiều thứ. Tự nhiên nghe chị Kim Chi chia sẻ về những công việc của chị một cái rất là say mê. Là mình cũng thấy như thế này, đối với rất nhiều người, người ta nghĩ rằng là một cô như là Kim Chi, tài năng, xinh đẹp, là á hậu, chỉ cần cái danh hiệu á hậu thôi là đủ cho cô sống an nhàn cả đời rồi. mà cô lại lao vào những khó khăn đấy làm cái gì? Thì là mình lại nhớ lại cái cuộc thi Hoa hậu năm đó. Mặc dù cuộc thi năm đó thì Kim Chi là á hậu 2, nhưng lại là người được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc thi năm đấy. Một phần là vì lúc đấy là chị đã bắt đầu là một diễn viên được mọi người biết đến và yêu mến rồi. Thứ hai nữa là có liên quan đến cái câu hỏi ứng xử năm đấy. Thực ra Đức nói là năm đó là mọi người cũng biết chị nhiều. Thật ra lúc đó là chị mới ra trường. À chứ. Nhưng mà bắt đầu đóng phim rồi. Bắt đầu đóng phim rồi, đóng cái vai nhỏ rồi. Cho nên là mọi người cũng biết. Tại vì thực ra lúc đó mà được đóng phim là khán giả biết đến ngay. Kim Chi lên sân khấu được lợi thế hơn các bạn khác là mình đã từng lên sân khấu rồi. Và mình có đủ cái tự tin. Và năm đó là cái câu hỏi là theo em có tiền thì có mua được tất cả hay không, thì Kim Chi có trả lời là thực ra tiền rất là quan trọng với tất cả mọi người, quan trọng với cuộc sống nữa, nhưng mà không phải có tiền là mua được tất cả, không thể mua được sức khỏe, không thể mua được đạo đức của con người ấy. Thì nói chung là lúc đó thì Kim Chi trả lời, thì bây giờ không thể nào mà nói rõ và chi tiết hơn cái câu trả lời của mình, nhưng mà đại khái là như vậy. Thì lúc đó thì Kim Chi được cái giải là ứng xử hay nhất trong cuộc thi đó. Lúc đó Kim Chi nhớ là cái giải đó được tới 5 triệu đó. Đúng rồi, 94 là 5 triệu là một con số rất nhiều lớn, rất lớn khi đó. Có lẽ là cái câu trả lời nó cũng có thể là nó đã trở thành một cái phần mà quan niệm sống của chị chăng? Cuối cùng thì bây giờ nhìn lại cái con đường mình đã đi đấy, cái điều gì khiến chị là đôi khi chấp nhận những cái thử thách như vậy? Nếu mà nói là vì cái danh hiệu đó mà Kim Chi có cuộc sống an nhàn như bây giờ thì không phải. Là tại vì tất cả mọi thứ đều do cái sự nỗ lực của bản thân mình. Khi mà Kim Chi đạt danh hiệu Á hậu thì Kim Chi có thêm nghề nữa là nghề người mẫu. Chứ trước đó thì không ai mở chứ. Trước đó người ta chỉ biết là mình là diễn viên thôi. Và một cái cô diễn viên mới ra, chưa ra trường nữa. Cho nên là khi mà được Á hậu thì được thêm nghề người mẫu. Và lúc đó thì kiếm tiền bằng nghề người mẫu thì cũng nói chung là cũng không nhiều show lắm đâu, tại vì lâu lâu mới có một show lớn, đúng không? Thế xong rồi sau đó là mình ra trường và mình đi phim, mình lấy chồng, rồi sau đó là mở công ty. Thì cuộc sống của Kim Chi cũng khá là may mắn, bởi vì có được một cái gia đình hạnh phúc và có được cái người chồng biết san sẻ cũng như là chia sẻ và giúp đỡ mình rất là nhiều. Để có một cái danh hiệu thì nó chỉ là một danh hiệu thôi, và mình phải làm sao sống đúng với cái danh hiệu đó. Nếu bây giờ cô con gái chị bỗng nhiên đến một ngày muốn đi thi Hoa hậu giống như mẹ đã từng đi, và có thể nói rằng biết đâu con sẽ còn hơn cả mẹ, con có thể đạt cái ngôi vị cao hơn mẹ, thì chị sẽ nghĩ sao về nếu như bé có quyết định như thế? Mình Đức biết không, cái này là thực tế. Nếu như mà 10 năm trước hoặc là 20 năm trước, có lẽ là chị sẽ, nếu như mà con mình thích, chị sẽ khuyến khích đi thi Hoa hậu, nhưng mà bây giờ thì không. Vì sao? Theo chị là vì sao? Bởi vì phải xem cuộc thi Hoa hậu đó là cuộc thi Hoa hậu gì nữa. Bây giờ nhiều quá đúng không? Nó nhiều quá và nó rất là có rất là nhiều điều phức tạp ở trong đó, và có những cái điều mà nó không minh bạch. Bởi vì mình đã đi thi là phải là một cái cuộc thi tầm cỡ, và đi thi là mình phải chọn một cái cuộc thi nào uy tín. Mình đang nghĩ rằng là hôm nay chị ngồi đây và kể lại những câu chuyện về cuộc đời của mình bằng một cái dáng vẻ rất là viên mãn, rất thành công, rất là một người đã đạt được những cái điều mình muốn. Cũng xin chúc chị sẽ được vững tin với cái lựa chọn của mình, sẽ thành công với cái sân khấu của riêng mình. Và quan trọng nhất là như chị Kim Chi đã nói, chỉ có một lớp đàn em đó đằng sau, và đấy sẽ là cái nơi để biến những cái mơ ước của các em thành hiện thực. Cũng xin chúc cả nhà của chị Kim Chi lúc nào cũng đầy tiếng cười và hạnh phúc, với một cô con gái tràn đầy triển vọng có thể nối tiếp sự nghiệp của mẹ. Cảm ơn Minh Đức và cảm ơn quý vị khán giả đã chịu khó ngồi đây để nghe Kim Chi tâm sự về một chút gì đó trong cuộc sống của mình. Xin cảm ơn.